Xin chào các anh em. Hôm nay thì lâu quá thì mình chưa ra video. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng dẫn cho anh em cách để phá tường đứng. Đấy, thì như anh em thấy này, bây giờ là mình phải vẽ lại mặt ngang. Cái phần này thì dư quá đúng không? Bây giờ mình sẽ cắt bỏ đi. Thì như anh em làm ở nhà cũng vậy, thì cứ vẽ lại. Muốn mà đỡ phá tường đứng thì mình phải vẽ mặt ngang với mặt diện. Thì hôm trước thì mình làm bị lỗi ở mặt nên mình thu vô, nên bây giờ thì cần phải cắt bỏ đi cái phần thừa. Đây là những bước rất là cơ bản để cho mình có thể đi tới những cái tác phẩm kinh điển, đúng không? Thì sau này anh em làm mà thành thục thì có thể là những cái tác phẩm mà đẹp, đẳng cấp ấy, thì vẫn phải làm được những cái bước cơ bản nhất này. Rồi bắt đầu là mình sẽ vẽ lại. Thì anh em phải hiểu ở cái chỗ này nè, mình vẽ ngang rồi nhưng mà mình sẽ phá mặt trước, vẽ lại sau đấy là mình phá mặt trước. Trước mình phá mặt trước để mình lấy ra cái tỷ lệ từ cái phần ngực đi xuống tới cái phần chân. Đấy là hai cái điểm mà cố định. Tại vì khi mà mình làm mặt thì mình đã lấy được cái phương diện là từ phần cổ hơn xuống dưới phần ngực rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần là mình lấy được ra cái phần bụng xuống dưới cái phần chân. Thì cái điểm phần chân ở dưới nó sẽ là cái điểm cố định của mặt trước. Đấy là cái tỷ lệ. Nên cái chỗ này thì theo kinh nghiệm của mình thì anh em cứ phá mặt trước, mặt trước đã lấy cái tỷ lệ ra cái phần chân trước, rồi sau đấy mình qua mặt ngang sau. Nhưng mà phải vẽ rõ lại nha, ở nhà anh em làm ấy thì mình cứ vẽ rõ lại, sau đấy thì mình làm nó sẽ đơn giản hơn. Cứ cắt bừa thì nhiều lúc thì nói cắt bừa thì cũng đúng. Kinh nghiệm mà anh em họ làm mà lâu năm rồi thì đối với họ giờ cái cắt sao nó cũng ra. Nhưng mà anh em ở nhà thì anh em cứ làm các bước này, hoặc là cẩn thận thì mình vẫn làm như vậy thì nó ra sẽ nhanh hơn. Đấy mà nghe anh em thấy không? Đấy, cái phần đấy là bỏ đấy, từ phần ngực xuống phần chân. Từ cái điểm ngực đó mình vừa chỉ đó, xuống tới phần chân. Phần mình gạch này thì anh em bắt đầu cứ lấy mũi chế đào anh em phá ra. Nhưng mà anh em phải chú ý, khi mà phá cái phần mà mình gạch đấy thì anh em phải nhìn ngang, mình vẽ ngang ra cái tỷ lệ đó. Làm sao để phá xuống mình lấy ra được cái tỷ lệ mà mình vẽ ngang đấy, đưa vô tới đúng ngay chỗ cái phần mình vẽ là ok. Anh em thấy giờ làm ra từng bước như vậy thấy nó đơn giản không? Vẽ ra cái phần tay rồi phần vải áo. Đấy, trước mắt thì mình không cần phải suy nghĩ là giờ phá bừa ra nó mất nét mất đồ ở trong đấy. Mình làm ngay chỗ cái đai rồi xuống với vải phần dưới thì nó sao, đừng có suy nghĩ vậy. Tại vì đơn giản đây là mình phá từng bước, căn bản là khi vẽ ra là đỡ cho mình có thể là nhìn nó khỏi phải rấu, vì thêm nữa mình làm nó khỏi phải cảm giác là cứ là phải nó có hợp lý chưa, là nó có đúng không. Thì mình cứ vẽ ra thì mình loại bỏ được những suy nghĩ đấy, rồi sau đấy thì mình cứ phá vô để mình lấy tỷ lệ. Sau đấy thì mình khi mà mình phá nét cái phần vải dưới thì mình lại vẽ lại. Nhưng mà trước mắt thì mình cứ phá bỏ nó đi để lấy cái tỷ lệ chung mà. Thấy chưa, đây là quay ngang nè, đấy ngay cái điểm đó. Cứ lấy sát vô, chừa lại cái phần chân là thành công. Cái phần dày á. Nói khó thì cũng khó, nhưng mà dở thì cũng dở. Nhưng mà mình cứ thực hành đi, anh em cứ thực hành làm, rồi sau đấy là từ từ mình rút kinh nghiệm. Như mình nói rồi, khi mà đã tập làm thì anh em đừng có sợ mình bị sai phạm thế này thế kia nhiều quá, cứ phá bừa ra. Làm ấy thì nó đúng với cái cơ bản, còn phá thì cứ mạnh dạn mà mình phá, sau đấy là tường sâu mình rút kinh nghiệm. Làm cái cách đấy là anh em sẽ lấy cái kinh nghiệm rất là nhiều, cũng như là gọi là
có thất bại thì mới có thành công đấy. Thất bại rồi thì căn bản thì anh em phải mới có cái để mà anh em rút kinh nghiệm. Cái sai thì nó nhấn vô trong đầu anh em nó lâu lắm, nó không một phai được. Nên những cái mà anh em sai ấy, thì anh em tự nhiên sẽ biết cách để mình rút kinh nghiệm. Nên khi làm đừng có sợ mình sai, phải bám chắc vô cái cơ bản. Sau đấy rồi ấy, thì mình cứ mạnh dạn mình làm. Đấy, như mình phá ra tương đối rồi bây giờ mình vẽ lại nữa thấy không? Bây giờ mình cẩn thận từng bước cơ bản gì rồi, mình vẽ lại từng bước gì rồi thì còn sợ gì nữa. Có sai là chẳng qua là mình làm ấy, thì nhiều khi gỗ mà cái máy cái tay này, nhiều khi mình lia vô phát ấy, thì nó lém vô cả khúc ấy, thì nó sai những cái phần đấy. Thì cũng là căn bản là do mình sử dụng máy nó chưa quen, mình vẫn phải có cái thời gian để mình hấp nạp, mình trải nghiệm, mình làm, thì lúc đấy cái tay mình cầm máy nó mới quen, nó mới điều chỉnh nó tốt hơn. Nên rất là nhiều phương diện anh em đừng có suy nghĩ nó nặng quá, cứ làm đúng những gì, những bước cơ bản, sau đấy là mình cứ phá, cứ làm lém chút cũng được, đừng có sợ. Không ai mà máu vô mà thành tài được phải không? Thấy chưa? Nếu mà đi từng bước như vậy ấy, thì phá cũng rất là nhanh. Thì ngay cái khúc này thì nói nãy giờ là mình tăng lên tốc độ gấp 4 lần á. Ví dụ như mà ở trong đây ấy, thì mình cũng có cắt bớt đi một ít đoạn ấy. Thì tầm khoảng vài chục phút, 4, 50 phút, 1 tiếng đồng hồ. Đây làm chậm cho anh em xem nên nhiều cái ấy, quay rồi nó cũng hơi khó, mình làm nó cũng không có được tập trung lắm nên nó hơi lâu. Đây bây giờ lấy cái tách tách lại cái phần chân, những cái điểm mà điểm tựa, gọi là điểm tựa, điểm tỷ lệ, những cái điểm mà cố định ấy, thì mình tập trung mình lấy những cái chỗ đấy trước, rồi sau đấy mình xác định mình đi lại những cái chỗ khác nó dở hơn mà nó đẹp. Như mình thì ở chỗ này thì mình lấy cái điểm tỷ lệ xuống cái phần chân ấy, thì mình lấy chỗ này nó rõ hơn chút, rồi sau đấy mình mới lấy được cái phần mà từ ngay chỗ bụng ở cái đai rồi mình đi xuống dải nó ướp lên chân. Cái tỷ lệ chân mình lấy vô tới ở cái điểm nào nó cố định thì lúc đấy thì mình mới làm cái đường vải ở trên đấy nó sổ xuống dưới chân đấy, nó nằm đè lên chân, nó ướp lên chân thì nó rất là đẹp. Đây cũng là những cái gọi là cái căn bản để mà mình làm tượng ấy, cái sai sót mà nhìn rất là cả hôn đẹp. Nhìn mình làm như thế này nhưng mà anh em ở nhà làm chưa quen thì nó hơi lâu. Nên cứ làm chậm rãi, anh em cứ làm chậm rãi, đừng có nôn nóng cái gì hết. Ở chỗ này bắt đầu là hơi phá nét như một chút. Cái khi mà vô cái giai đoạn mà phá nét này á thì anh em phải càng phải cẩn thận hơn nữa. Tại vì phá nét thì khi mà mình làm nó rất dễ là bị sai về tỷ lệ, những cái phục sức ở trên thân ngừ ấy, đi theo như ngọc bội hay là những cái miếng vải nằm trên thân ấy, thì anh em phải chú ý là nó là nằm trên thân thở, nó nằm đè lên những cái thứ mang theo. Nên khi làm anh em cố gắng là làm phải trừu tượng ở chỗ này, nó phải co ra hơn, nó phải nổi ra hơn, phải chưa ra một chút ra. Mình tập trung khi mà lấy ở chỗ đấy ấy, thì anh em tập trung lấy cái tỷ lệ phần ngừ trước, chỉ chưa lại những cái phần phục sức trên trang phục. Chỗ này anh em trừu tượng ra chưa? Có nghĩa là mình làm là mình phải lấy chủ yếu là mình đánh vô cái tỷ lệ đầu tiên, những cái phục sức mang theo, những thứ mang trên mình này là vải vóc nó ướt lên trên thân thở, như cái miếng mà đó, cái miếng vải ở trước đúng không? Miếng vải ở trước ấy là từ trên nên là sổ xuống, nó nằm trên cái vải vải quần. Thì ở đây ấy, thì mình phải lấy cái vải quần, mình lấy cái vải quần ở trước đấy là lấy tỷ lệ. Còn những cái phục sức mà mang trên người ấy, thì mình sẽ chưa lại, nhưng mà mình cũng phá tương đối để mình dỡ lấy cái tỷ lệ bên trong. Thì nói chỗ này thì mình diễn giải nó hơi rườm rà chút, nhưng mà có thể là anh em hiểu đúng không?
anh em chiều tượng ra được đây. Nên là mình tập trung lấy tỷ lệ, những thứ mang theo thì cứ chưa lại, nhưng mà mình cũng vẽ lại để mình biết chưa cái chỗ nào đấy. Còn nếu mà anh em không vẽ thì anh em cứ chưa theo kiểu mà cứ nhấn nhá, lúc mà quay lại vẹt chốt, lúc mà quay qua quay lại thì đã lâu. Còn mình vẽ rồi thì mình biết cái chỗ nào chưa luôn. Khi mà lấy được cái tỷ lệ mặt trước rồi á, thì bên mặt sâu với lại ngang nó rất là dễ lấy nha. Nên thường thường các anh em thợ họ cũng làm theo kiểu vậy. Thì cái kinh nghiệm của mình làm lâu thì nó cũng dần dần thì nó thành như vậy á. Hai bên thì mình chưa đụng nha, hai bên mình chỉ mới có cắt cưa thôi. Mình vẽ mình cắt cưa hai bên thôi, chứ mình chưa có dùng máy phay hay là máy mũi chay đao đồ mình đụng vào. Đấy là phần sâu. Giờ tương đối rồi nè. Đây thì ở cái giai đoạn này thì anh em thấy là cũng tương đối đúng không? Tỷ lệ chân ngực. Đây đi xuống, xuống tỏ phần chân. Đây là cái bài rất là quan trọng. Còn hai bên phần tay mình chưa đụng. Hai bên phần tay á, thì đánh cái chỗ đấy là hai bên cái nách, anh em chú ý nha. Làm sao làm hai bên cái cùi chỏ là nó phải tương đối với nhau. Đây phần này là phần tiếp theo, mình sẽ phá cho anh em. Tiếp tục là lấy cái phần vải. Đây, tà áo, vải tay, bây giờ vải quần. Đấy là cái bài tiếp theo mình sẽ làm.